trở lại chương trình của bản tin ngắn. Chính quyền của Biden đã rót hàng trăm triệu đô la vào nghiên cứu giới tính ở Trung Đông. Ô mẹ ơi, tiền của quý vị. Vì nhìn tiền của quý vị được hoạt động như thế nào dưới thời của ông Joe Biden. Theo một cơ sở dữ liệu tài trợ công, Bộ Ngoại giao đã chi 15 triệu đô la để tạo cho các lớp học về giới tính tại những trường đại học Mỹ tại Ai Cập và Lebanon bằng cách thúc đẩy nghiên cứu giới tính tại những cơ sở đó. Bộ Ngoại giao đang đề nghị chi 15 triệu đô la trong 5 năm như một phần của chương trình học giả học thật về giới tính của các nhà lãnh đạo ngày mai, nhằm để hỗ trợ sinh viên thăng tiến và tham gia sâu hơn về nghiên cứu giới tính, tăng cường sự tham gia của họ về nghiên cứu giới tính. Là một phần của chương trình, những sinh viên có thể ghi danh ít nhất một khóa học nghiên cứu về giới tính mỗi học kỳ của người nộp thuế Mỹ sẽ chi trả cho đó. Các trường đại học sinh trợ cấp phải yêu cầu sinh viên viết một bài báo kiểm tra về nhận thức về vấn đề giới tính vào mỗi học kỳ tham gia cái chương trình. Những người nộp xin tài trợ cũng phải phát thảo các cơ hội cố vấn dành cho sinh viên để hỗ trợ cho họ thực hiện cái nghiên cứu về giới tính. Cái Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng việc lồng ghép về nghiên cứu về giới trong giáo dục đại học sẽ làm tăng sự chú ý về các lợi ích và kết quả xã hội, chính trị và kinh tế, thúc đẩy sự hiểu biết về giá trị cá nhân, xã hội cũng như trí tuệ. Khoản tài trợ của Biden cũng lập luận rằng việc nghiên cứu thúc đẩy về giới tính có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện khả năng của sinh viên trong lĩnh vực khác như tài chính và chính sách công. Đại học Mỹ tại Cairo, một cái tổ chức tham gia chương trình, cho biết trên trang web của mình rằng nhằm cái mục đích trao quyền cho sinh viên trở nên nhạy cảm về giới, ủng hộ cái chính sách về nữ quyền. Theo cái trang web của trường tại Đại học Hoa Kỳ tại Beirut, ở Lebanon, một tổ chức tham gia khác được chào mời vào cái chương trình này cho đến sinh viên trở thành trung tâm của nền văn hóa nghiên cứu về giới tính đang phát triển và sôi động. Một số khóa nghiên cứu cung cấp Đại học Mỹ ở Cairo cho rằng là phương pháp nghiên cứu về giới, nữ quyền, vân vân. Kinh khủng về điều này. Trong khi đó, cái cơ sở dữ liệu của Liên bang, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tài trợ cho 90 nhà báo trẻ tại giải Gaza cho bọn khủng bố kiểm soát để viết những bài vấn đề giới tính và nhận thức giới tính trong báo chí. Tuy nhiên, Bộ cũng đã mở đơn ghi danh tài trợ 12 triệu đô la từ ngày 15 tháng 5 cho trường đại học ở Iraq để dạy người Iraq đánh giá cao sự đa dạng về giới tính, cung cấp cái giới khoa học, vân vân. Ô mẹ ơi, tôi đọc tới cái bản tin này tôi thấy cảm thấy đau khổ cho tiền thuế của quý vị. Và đó là chương trình của bản tin ngắn, và đó là những gì mà thật sự chính quyền của Biden đang làm cho cái thế giới nghiên cứu về giới tính. Chào tạm biệt.